Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 6 tháng 0 trên kênh Bình luận viên An New. Bên cạnh những thông tin cập nhật hấp dẫn của phiên chợ mùa đông năm 2024, vẫn còn đó rất nhiều tin tức thú vị liên quan tới làng Tisito. Cùng bắt đầu ngay nhé! Mới đây trong trận đấu giữa Brentford và Wolverhampton ở đấu trường FA Cup, trọng tài chính Tony Harrington đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi. Trọng tài người Anh đã rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Houses của VF Hampton sau tình huống phạm lỗi từ phía sau với Christian Nocat của Brentford. Ngay lập tức, làn sóng phản đối trên mạng xã hội nổi lên, cho rằng tình huống đó không xứng đáng phải nhận một tấm thẻ đỏ khi mà trận đấu mới chỉ trôi qua được gần 10 phút. Một loạt những bình luận đã xuất hiện, thảo luận về việc liệu tấm thẻ vàng chứ không phải là thẻ đỏ có thể là lựa chọn tốt hơn. Những trận đấu đẹp đang dần xuất hiện. Mới đây, cựu cầu thủ của Tottenham Hotspur là Pascal Chimbonda đã chính thức trở lại thi đấu ở tuổi 44. Đặc biệt, ở điểm trước đó, Chimbonda đã được bổ nhiệm trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Salmon United vào hồi tháng 10. Tuy nhiên, trong một trận đấu mới đây, anh đã bị phạt treo giò không được phép chỉ đạo trong vòng 5 trận vì hành vi không đúng mực với trọng tài. Tuy nhiên, Chimbonda cũng đã được đăng ký trong danh sách thi đấu của câu lạc bộ, nên hoàn toàn có thể trở lại thi đấu với tư cách là cầu thủ, chứ không phải là huấn luyện viên. Dự kiến, hậu vệ này sẽ chính thức trở lại thi đấu trong màu cờ xám mốc 5 năm sau khi chính thức giải nghệ. Manchester City nhiều khả năng sẽ không thể có được sự phục vụ của tiền vệ Rod trong trận đấu vào Chủ nhật tuần này với Hatfield ở đấu trường FA Cup. Rodri đang có mặt ở Madrid để chịu tang cùng gia đình. Chính vì vậy, Rodri sẽ không tập trung cùng toàn đội vào cuối tuần này để có thể hướng tới trận đấu tại sân chơi FA Cup. Vị trưởng lực giang của Liverpool, Tania, cũng chia sẻ rằng gia đình luôn là điều cần phải đặt lên hàng đầu, nên Rodri sẽ khó có thể có mặt trong trận đấu này. Thủ thành Alisson Becker đã chính thức cán mốc hai trận đấu thứ 150 trong màu của Liverpool sau chiến thắng trước Newcastle United. Sự ổn định của thủ thành người Brazil trong suốt những năm qua đã giúp cho Liverpool chưa từng nghĩ đến việc thay thế vị trí người cảnh gác đền của họ. Đó cũng chính là suy nghĩ của Jurgen Klopp khi chia sẻ, mới đây, tôi nhìn vào anh ấy và nghĩ rằng mình sẽ chẳng cần một thủ môn nào khác. Đó là người cảnh gác đền mà bạn muốn có điềm tĩnh, thông minh và muốn được có mặt trong mọi trận đấu. Alisson đã chia sẻ rằng bản thân vẫn cảm thấy rất trẻ và muốn được cống hiến cho đội tuyển cho tới năm 38 hoặc 39 tuổi. Arsenal sẽ tiếp đón Liverpool ở trận đấu diễn ra vào tối mai tại sân Emirates. Trước thềm trận đấu quan trọng này, huấn luyện viên Mel Arteta đã lên tiếng kêu gọi các cổ động viên hãy cháy hết mình để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. Sở dĩ ông thầy người Tây Ban Nha phải làm điều này vì bầu không khí tại London đã có phần trầm xuống sau trận thua 0-2 trước West United. Qua đó, Arteta muốn các cầu thủ luôn cảm nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ trên sân nhà. Với chia sẻ, chúng ta có thể điều chỉnh bầu không khí đó và làm nó trở nên cuồng nhiệt hơn. Tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Đội tuyển Brazil mới đây đã bất ngờ đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Fernando Diniz theo những cập nhật từ TSN. Phán quyết này được đưa ra sau khi chủ tịch liên đội bóng đá nước này, ông Fernando Rodriguez, trở lại với nhiệm vụ nhào nặn. Quyết định của liên đoàn bóng đá Brazil đưa ra được cho là để thượng tầng của CSKO có thời gian tìm kiếm một cái tên phù hợp với chiếc ghế nóng trước thêm Copa America 2024. Trước đó, liên đoàn bóng đá Brazil đã thất bại trong việc thuyết phục Carlo Ancelotti ngồi vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia nước này khi ông thầy người Ý đã gia hạn với Real Madrid. Joe Barton đã có một sự nghiệp với nhiều phút và Dreamer chỉ vì tính nóng như kem. Tuy nhiên, khi giải nghệ, cựu tiền vệ của Manchester City vẫn không ngừng gây chú ý. Trong một chương trình truyền hình của ITV, cựu nữ cầu thủ của Tam Sư là Annie Aloko cùng với người dẫn chương trình Lucy Won đang làm nhiệm vụ đưa tin và bình luận trận đấu giữa Crystal Palace và Everton thuộc vòng BFA Cup. Chẳng hiểu thế nào, Joe Barton đã lên mạng xã hội và tuyên bố đánh bà con gái tuổi gì mà dám nói chuyện với đàn ông về đá bóng. Thậm chí, cựu tiền vệ này còn so sánh hai người dẫn chương trình của ITV với những nữ tội phạm khét tiếng của nước Anh. Sau đó, phía ITV đã lên tiếng tuyên bố rằng Joe Barton đã có những lời lẽ không đúng mực và bóng đá là môn thể thao dành cho mọi người. Tin này cũng được Gary Neville hưởng ứng. Nhưng Joe Barton tiếp tục ngứa mồm và tuyên bố rằng Neville hãy đừng tham gia vào việc can thiệp vào cách người khác nói và suy nghĩ. Anh cho rằng mình mới là người quyết định thế nào là lời lẽ đúng mực và dọa sẽ xử lý nếu tiếp tục bị can thiệp. Trong khi đó, Manchester City đang vướng vào rắc rối không đáng có với một nhà tài trợ của đội bóng. Cụ thể là vào hè 2023, đội bóng này đã ký hợp đồng tài trợ với một nhãn hàng bia có tên là Assassin Superdry. Thương hiệu của nhà tài trợ này sẽ xuất hiện trên dụng cụ tập luyện của cả nam và nữ với dòng chữ Assassin Superdry 0.0PS. Tuy nhiên, cũng có một thương hiệu thời trang khác có tên Superdry xuất hiện trên thị trường. Họ đã kiện Manchester City vi phạm bản quyền đối với quần áo tập luyện của họ, theo báo cáo của The Telegraph.
Gã khổng lồ quần áo Superdry cho rằng logo của họ quá giống nhau với Manchester City, do đó họ đang yêu cầu bồi thường. Đơn vị thời trang nói trên đã nộp đơn yêu cầu lệnh cấm Manchester City sử dụng thuật ngữ này trên các dụng cụ tập luyện. Họ lập luận rằng sự khác biệt giữa Superdry với dấu cách và ngập kép không quá lớn so với Superdry viết liền là tên thương hiệu của họ. Hiện tại, Manchester City vẫn chưa có bình luận công khai về vấn đề này. Nếu liên đơn Superdry yêu cầu được tòa án tối cao chấp thuận, thì đội chủ sân Etihad sẽ phải tiêu hủy hoặc sửa đổi tất cả hàng hóa hoặc đồ vật có thể cấu thành hành vi vi phạm bản quyền. Trong trận đấu giữa Getafe và Rayo Vallecano tại vòng 19 La Liga diễn ra vào rạng sáng ngày 1 tháng 1, tiền đạo Mason Greenwood đã nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị chất quyền thi đấu. Sau khi kết thúc trận đấu, báo cáo ghi rõ rằng cầu thủ Mason Greenwood của Getafe đã bị đuổi khỏi sân vì phản đối trọng tài và giơ tay lên kèm những từ ngữ không thích hợp. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên của Getafe khẳng định đó chỉ là sự hiểu lầm về mặt ngôn ngữ. Greenwood chỉ tự dàn vặt bản thân chứ không hề có ý định xúc phạm trọng tài. Phía Getafe đã làm đơn kháng cáo lên ủy ban kỷ luật của La Liga. Họ cho rằng tiền đạo người Anh không có ý định chửi thề hay xúc phạm trọng tài, đơn giản là anh đang tự làm phiền chính mình, nhưng sự hiểu lầm về ngôn ngữ đã khiến trọng tài hiểu lầm. Sau khi xem xét kỹ lại tình huống, ủy ban kỷ luật của La Liga đã chấp nhận lời giải thích và xóa án phạt cho Mason Greenwood. Tiền đạo người Anh đã đủ điều kiện ra sân khi Getafe đối đầu với Espanyol tại vòng 16 cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra tối nay. Mùng 6 tháng 1, Nonni Madueke đang có phong độ cao trong thời gian gần đây. Ở cuộc đối đầu với Luton Town, cựu tiền vệ của PSV đã góp công lớn vào chiến thắng 3-2 của đội nhà. Bàn thắng được ghi vào lưới của Luton Town đã giúp cầu thủ mặc số 11 giải tỏa rất nhiều áp lực. Kể từ khi gia nhập Chelsea, đó mới là lần thứ hai cầu thủ này được ra sân ở mùa giải năm nay. Không những vậy, Madueke còn nhận được những lời khen ngợi của huấn luyện viên Pochettino. Trả lời phỏng vấn với truyền thông trước cuộc đối đầu với Preston Town ở vòng 3 FA Cup, vị chiến lược gia người Argentina cho biết, tôi rất hạnh phúc. Cậu ấy đã mất gần 6 tháng để nhận ra những gì tôi mong đợi ở bản thân mình. Các cầu thủ cần phải cải thiện và cậu ấy đang tiến bộ rất nhiều. Hành động của Madueke và cách cậu ấy cam kết với bản thân cũng như với những ý tưởng mới từ câu lạc bộ đã nói lên tất cả. Ngoài ra, Pochettino tin rằng Madueke sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ hơn nữa nếu tiếp tục chăm chỉ tập luyện và có thái độ đúng đắn. Ông coi cầu thủ này là hình mẫu để tất cả những người khác nên học theo. Nhiều khả năng Madueke sẽ tiếp tục được Pochettino điền tên và đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Preston. Trong tin tức khác, huyền thoại bóng đá Brazil, cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nước này World Cup 1998 Mario Zalo đã từ chân ở tuổi 92. Thông tin này đã được người thân của ông cũng như tài khoản mạng xã hội xác nhận cách đây ít giờ. Khi còn làm cầu thủ, Zalo có một sự nghiệp thi đấu lừng lẫy. Ông từng cùng Brazil hai lần đăng quang vô địch thế giới vào các năm 1958 và 1962. Sau đó, Zalo đã trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Brazil tại kỳ World Cup 1970 diễn ra trên quê nhà. Cùng với những Pelé, Rivino và Clodoaldo, đội bóng Samba đã lần thứ ba đăng quang World Cup. Ông là người đầu tiên vô địch World Cup trên tư cách cầu thủ cũng như huấn luyện viên sau này.